Hello anh em, trở lại với hoài niệm băng cassette với đầu Sony TC-WE475, một Sony huyền thoại. Đây là một Sony huyền thoại anh em nhé, có chỉnh tốc độ này, convert, auto revert hai mặt AB luôn. Và con này là ghi chuyên nghiệp tốc độ 1:1, tốc độ 1:1.2, nói chung là rất là nhiều cái tính năng. Và con này còn đẹp như hoa hậu. Trở về với hoài niệm băng cassette. Mở cho anh em nghe tiếng hạt thanh tuyền nha. Ok chưa? Tiếng hạt thanh tuyền. Không còn gì để chê. Mặt A thanh tuyền, tốt thanh tuyền. Mở mặt B cho anh em. Convert 2 chiều. Chế linh. Top lại mặt A. Tốc độ mặt A này. Tốc độ này. Đó. Tăng tốc độ. Tăng thêm tỷ tốc độ là tiếng thanh tuyền nó khác hẳn ngay anh em nhé. Rất hay. À, về tốc độ chuẩn này. Giờ vui đời